Phan Mạnh Quỳnh được mẹ vợ tặng 100 cây vàng. Nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh nhanh chóng ra mắt MV Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi, với nhiều thông điệp lẫn đá xoáy những hình ảnh khoe của, giàu có của mình diễn ra trong nhiều đám cưới gần đây. Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi, đó là một sản phẩm âm nhạc mới mẻ với dòng nhạc Chapico do nhạc sĩ Khắc Hưng hòa âm phối khí, vừa được phát hành vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Sau khi ra mắt bản MP3, Phan Mạnh Quỳnh cũng đã nhanh chóng lên kịch bản thực hiện hình ảnh cho ca khúc này. Như thông lệ, nam ca sĩ vợ người ta Phan Mạnh Quỳnh luôn ngầm lồng ghép những thông điệp hoặc câu chuyện thú vị, hài hước vào trong các sản phẩm của mình. MV do đạo diễn Nguyễn Văn Trung thực hiện. Thời gian gần đây, nhiều cặp đôi phải dở khóc dở cười trong đám cưới vì những bậc làm cha làm mẹ thi nhau khoe cổ một cách kịch cỡm, dằn mặt nhau bằng tiền mừng của hồi môn khủng trước mặt họ hàng. Bởi thế, nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng không ngừng ngại cướp nhặt câu chuyện khoe cổ ấy vào MV Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi để trở thành một trong những điểm nhấn tiếng cười cho người xem. Đồng thời, đây cũng là điều mà Quỳnh muốn những người có tính khoe của nhìn thấy được sự lố bịch của mình đã và đang diễn ra. Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi được Phan Mạnh Quỳnh viết vào năm 2015. Cảm xúc được bắt nguồn từ chuyện tình của một người em thân thiết gặp trắc trở trong tình yêu. Dù mọi người đã ra sức khuyên nhủ, nhưng vẫn không thể điều khiển được trái tim của mình. Chỉ trong vòng 10 ngày ra mắt, bản audio của ca khúc này đã được 5 triệu lượt nghe trên liên kết chính thức ở trang nghe nhạc trực tuyến Zin. Nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết bản thân ca khúc này không phải là một bước đột phá của Quỳnh để tạo tiếng vang lẫy lừng như vợ người ta, mà chỉ đơn giản là khoác chiếc áo lạ hơn một chút, mang lại luồng gió mới, một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng vương vơ tới những cô gái vẫn phải chịu một tình yêu không im đẹp, sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình. MV Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi được quay suốt 2 ngày quanh các khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. MV hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện đầy thú vị, con đường đúng bằng thông điệp người ta có thể quyến rũ bằng trái tim, bằng sự dối trá, nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự chân thành. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!